em đến với kênh học tập trực tuyến bộ môn hóa học lớp 8. Giáo viên thực hiện Phạm Thị Mỹ, trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh. Hôm nay cô tiếp tục hướng dẫn các em học tiếp phần còn lại của bài 24 tính chất của oxy tiết 2. Tiết 38. Mục tiêu bài học hôm nay về kiến thức tiếp tục nắm tính chất hóa học của oxy là một phi kim hoạt động hóa học mạnh, đặc biệt ở nhiệt độ cao, tác dụng với hầu hết kim loại, phi kim và hợp chất. Về kỹ năng, rèn luyện kỹ năng quan sát thí nghiệm hình ảnh rút ra được nhận xét về tính chất hóa học của oxy, rèn luyện kỹ năng viết phương trình hóa học, kỹ năng tính toán trong hóa học. Về thái độ, giáo dục ý thức tự học, lòng yêu thích bộ môn hóa học, ý thức bảo vệ môi trường. Cấu trúc bài học. Bài học hôm nay gồm các hoạt động sau: hoạt động 1, ôn bài cũ; hoạt động 2, giới thiệu bài mới; hoạt động 3, tính chất hóa học của oxy. Trong hoạt động 3 này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai tính chất còn lại, đó là tác dụng với kim loại và tác dụng với hợp chất. Và hoạt động 5, củng cố dặn dò. Đầu tiên chúng ta ôn lại bài cũ. Câu hỏi: em hãy viết các phương trình hóa học xảy ra khi đốt các đơn chất sau trong lọ khí oxy: carbon, phospho, lưu huỳnh, hydro. Các em hãy làm vào vỡ và sau đó kiểm tra lại đáp án. Đây là đáp án. Như vậy là ở tiết trước chúng ta đã học về tính chất hóa học của oxy và tác dụng với phi kim. Bây giờ chúng ta tiếp tục ôn tiếp theo hai tính chất của hóa học của oxy, đó là tác dụng với kim loại và tác dụng với hợp chất. Hai nhỏ, tác dụng với kim loại. Để tìm hiểu tính chất này thì chúng ta tìm hiểu thông qua thí nghiệm oxy tác dụng với sắt. Lấy một đoạn dây sắt nhỏ đã cuộn một đầu thành hình lò xo, bên trong có mẫu than gỗ, đưa vào lọ chứa khí oxy. Có thấy dấu hiệu của phản ứng hóa học hay không? Đốt cho dây sắt và than nóng đỏ rồi đưa nhanh vào lọ chứa khí oxy. Nhận xét các hiện tượng xảy ra. Để nhận xét các hiện tượng xảy ra thì các em sẽ tìm hiểu thông qua video thí nghiệm sau. Oxy tác dụng với sắt. Lấy một đoạn dây phanh đã cuộn một đầu thành hình lò xo, bên trong có chứa một mẩu gỗ nhỏ, đem đốt trên ngọn lửa đèn cồn. Khi thấy chỉ còn tàn đỏ, đưa nhanh vào lọ có chứa oxy. Phản ứng xảy ra mãnh liệt, các hạt sắt từ oxit nóng đỏ bắn vào thành bình. Nhiệt tỏa ra của phản ứng làm nóng chảy đầu dây sắt thành giọt tròn. Và các em hãy hoàn thành bản sao. Thí nghiệm khí oxy tác dụng với sắt. Khi lấy một đoạn dây sắt nhỏ đã cuộn một đầu thành hình lò xo, bên trong có mẫu than gỗ, đưa vào lọ chứa khí oxy, thì dấu hiệu của phản ứng là không có. Như vậy hiện tượng sao là không có hiện tượng gì xảy ra. Mà nếu như người ta đốt dây sắt và than nóng đỏ rồi đưa nhanh vào lọ khí oxy thì sẽ thấy hiện tượng là sắt cháy mạnh, sáng chói, không có ngọn lửa, không có khói, tạo thành các hạt nhỏ nóng chảy màu nâu. Và các hạt nhỏ nóng chảy màu nâu này đó chính là oxit sắt từ, có công thức hóa học là Fe3O4.
Như vậy, ở nhiệt độ cao, sắt cháy mạnh trong khí oxy, sáng chói, không có ngọn lửa, không có khói, tạo ra các hạt nhỏ nóng chảy màu nâu. Và phương trình hóa học được viết Fe cộng O2 tạo thành Fe3O4. Fe3O4 có tên gọi là oxit sắt từ. Đây là một loại oxit rất đặc biệt. Trong hợp chất này, sắt vừa có hóa trị 2, vừa có hóa trị 3. Ngoài tác dụng được với kim loại sắt thì oxy còn tác dụng được với nhiều kim loại khác. Vận dụng, các em hãy hoàn thành các phương trình hóa học sau. Đáp án, các em có thể xem. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về tính chất của sắt khi tác dụng với kim loại thông qua thí nghiệm và thông qua một số bài tập viết phương trình hóa học. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sang phần tiếp theo. Phần 3, tác dụng với hợp chất. Thì khí metan có nhiều trong cái hình ga bùn ao, và khi khí metan cháy trong không khí là do nó tác dụng với oxy và tỏa nhiều nhiệt. Thì khí metan có công thức là CH4, và khi cháy với oxy thì nó sẽ tạo thành CO2 và nước H2O. Ta có phương trình hóa học CH4 cộng O2 tạo thành CO2 và H2O. Thì tương tự như khí metan thì nhiều hợp chất khác cũng tác dụng được với oxy. Thì bài tập các em phải viết các phương trình hóa học cho các phản ứng của oxy trái với A, khí ethylene có công thức là C2H4 tạo thành khí carbonic và hơi nước, B, khí carbon monoxide hay còn gọi là carbon oxide có công thức là CO tạo thành khí carbonic. Các em hãy viết vào vở và sau đó xem đáp án để kiểm tra xem mình viết đúng hay sai. Và đây là đáp án. Thì như vậy, tổng kết từ những tiết học trước và bài tiết học hôm nay thì chúng ta kết luận về tính chất hóa học của oxy. Thứ nhất là tác dụng với phi kim. Thứ hai là tác dụng với kim loại. Thứ ba là tác dụng với hợp chất. Như vậy thì ta kết luận ở khí oxy ở nhiệt độ cao, nó tác dụng được với nhiều phi kim, kim loại và hợp chất. Và trong các hợp chất thì nguyên tố oxy thể hiện hóa trị 2. Và đây là nội dung chính của bài học hôm nay. Tiếp theo chúng ta sang phần củng cố. Một, dùng từ hoặc cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau. Các em hãy tự điền và sau đó kiểm tra lại đáp án. Đáp án, khí oxy là một đơn chất phi kim rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao, dễ dàng tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim, kim loại, hợp chất. Và trong các hợp chất, oxy có hóa trị 2. Bài 2, đốt cháy hoàn toàn 6,4 gam kim loại đồng trong không khí, thu được đồng oxit có công thức CuO
Tính thể tích khí oxy đã phản ứng ở điều kiện tiêu chuẩn, tính khối lượng đồng hydroxit thu được. Biết CO có nguyên tử khối là 64, oxy là 16. Các em hãy làm bài tập tập này vào vở và sau đó kiểm tra đáp án. Đáp án A, thể tích oxy là 1,12 lít và đáp án B, khối lượng đồng oxit là 8 gram. Sau đây cô hướng dẫn giải bài tập số 4 sách giáo khoa. Đề bài: đốt cháy 6,2 gram phospho trong một bình chứa 6,72 lít khí oxy ở điều kiện tiêu chuẩn. Câu A, sau phản ứng phospho 2 oxy dư, số mol của chất dư là bao nhiêu? Câu B, tính khối lượng hợp chất tạo thành. Thì đây là một dạng bài tập hết dư. Đối với dạng bài tập hết dư này, chúng ta sẽ giải như sau. Đầu tiên, các em viết phương trình phản ứng giữa phospho và oxy. Tiếp theo, từ dữ kiện đề bài cho, tính số mol phospho, tính số mol oxy. Và đây là số mol phospho và oxy ban đầu. Tiếp theo, em hãy dựa vào tỷ lệ mol của phospho và oxy theo phương trình hóa học và theo tỷ lệ ban đầu. Ta lập tỷ lệ số mol oxy và số mol phospho và xem thử tỷ lệ nào lớn hơn thì là dư, tỷ lệ nào bé hơn thì chắc đó là chắc hết. Như vậy ta sẽ xác định được chắc hết, chắc dư. Và sau đó ta sẽ tính số mol chất dư. Câu B, ta tính số mol BO2 O5 dựa vào số mol của chất hết. Và các em giải bài tập này đầy đủ. Tiết học sau cô sẽ kiểm tra. Như vậy là chúng ta đã xong tiết học ngày hôm nay. Thì các em hãy làm cho cô các bài tập 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa. Ôn lại các tính chất của khí oxy. Xem trước bài tiếp theo, bài sự oxy hóa, phản ứng hóa hợp, ứng dụng của oxy. Bài học đến đây là kết thúc. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các em vào tiết học sau.